Hello my friend, today đến với game Fire Alien 2. Rồi. Phần 2 game này. Ta sẽ vẫn đi quét mấy con người hành tinh. Đây 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 đây. Bắn. À, chỗ này hai con luôn này. Một con hai con. Bot luôn. Bot ấy. Ui, nó bị khủng long ăn rồi. Đây, hai con nha. Alien đây này. Game này quay về cái thời tiền sử này. Đây, đây, đây. Ừ, đây đây. Xanh xanh này là cái máy tính rồi. Gì đó là mất sóng này. Ôi đi 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 đi. Ui, trèo cái lên người khủng long luôn. Ôi trời ơi. Cưỡi khủng long này. Ý à. Bắn chúng được. Phần 2 vậy hay hơn phần 1 ạ. Ủa còn nữa này. Ủa phần này hay đấy.
Ôi, và hang động luôn này. Hang động của mình hành tinh này. Ui, ổ. Đây là căn cứ chúng nó đấy. Tí nữa cho quả bom vào đây này. Là ok. Chùm này, bot này, King bot này. À, chạy nhanh thế, bắn, ui chạy đâu, rồi xong rồi. Ơ, nó lấy cái này về làm gì? Ui, bắt nhiều. Trời, bắt quá nhiều luôn. Qua thời kỳ đồ đá rồi. Sang một trang sử mới. Cái thời kỳ gì đây? Đi làm à? Đây, hai con này. King bot của nó này. Good bye.